Sáng nay ngày 17 tháng 10, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, trụ trì chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tăng ni Phật tử đến trao tặng thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Tiếp đoàn có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan. Tại buổi gặp mặt, đại diện đoàn Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ với tỉnh Sóc Trăng những khó khăn trong phòng chống dịch, mong rằng những phần quà của đoàn sẽ kịp thời hỗ trợ cho đội ngũ y tế trong công tác phòng chống dịch. Đoàn đã trao tặng 10 máy tạo oxy, 600 máy đo nhịp tim, 600 chai nước rửa tay, 500 bộ thuốc F0, 5.000 khẩu trang N95, 5.000 khẩu trang y tế, 400 bộ đồ bảo hộ, 100 hộp thuốc xuyên tâm liên, 400 hộp xông Hương Tràm, 10 tấn gạo và 20 thùng bánh, tổng trị giá 550 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc cảm ơn đoàn công tác của chùa Giác Ngộ đã hỗ trợ thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho tỉnh để phục vụ công tác phòng chống dịch.